Aloha, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Chuyện của My. Hiện tại thì My đang đứng trên con đường Lý Tự Trọng, quận Nhất. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn anh chị và các bạn đi một cái quán Hidden Coffee có một cái cảm hứng retro, xưa cũ rất là thú vị. Tại sao gọi là Hidden Coffee? Là tại vì cái quán này nó nằm ẩn trong một cái tòa chung cư cũ. Và nếu mà không để ý tìm hiểu thì đôi khi chạy ngang qua chúng ta cũng không biết là trong cái căn chung cư này nó lại có một cái quán hay ho thú vị như vậy. Quán có tên là Cội Sài Gòn. Và xin mời anh chị các bạn cùng vào khám phá với mình nhé. Lại leo cầu thang nè. Thật sự thì My không có vấn đề gì với việc leo cầu thang cả, nhưng mà mỗi lần mà quay cái video mà có cảnh leo cầu thang á thì cái camera của mình nó hay bị ao nét anh chị và các bạn, nên là mọi người xem mà thấy cái màn ảnh nó hơi bị nhòe thì thông cảm cho My nhé. Quán cà phê ngày hôm nay thì chỉ nằm ở tầng 1 thôi, nên là một chút xíu nữa là chúng ta đã tới rồi. Và sẵn tiện thì mình cũng quay một vài góc. Thật ra những cái góc này nó cũng rất là bình thường thôi, ở trong những căn chung cư cũ với những cái bậc cầu thang nó cũng đã mòn vẹt theo tháng năm, và những cái tay vịn nó cũng đã tróc sơn cả rồi. Cội Sài Gòn chào đón bước chân của những người khách đến với cái ánh đèn vàng và tiếng hát thật là ngọt ngào của ca sĩ Ngọc Lan. Và như anh chị các bạn thấy trên màn ảnh thì quán có một cái dàn âm thanh rất là hoành tráng, có thể chơi đĩa CD nè. Và điều đặc biệt là đây là một quán mà có cái máy chơi đĩa than anh chị và các bạn. Mình sẽ quay cận một chút xíu cái máy chơi đĩa than này cho anh chị các bạn. Và đây cũng chính là nguyên nhân mà mình đến với Cội Sài Gòn, là tại vì mình muốn nghe cái âm thanh của đĩa than với những cái bài hát mà xưa cũ, bài hát ngày xưa anh chị và các bạn, nhạc Phạm Duy rồi đó, mà với cái tiếng của cái máy đĩa than thì nó sẽ như thế nào. Cội Sài Gòn có một cái bộ sưu tập rất là hoành tráng, những chiếc đĩa CD, nhạc Âu nè, và những cái chiếc đĩa than cũng hoành tráng không kém, và nó khá nặng anh chị các bạn. Mình rút đại một cái chiếc ở giữa ra và nó khá là nặng đó. Về việc chơi nhạc đĩa than thì mình có hỏi bạn nhân viên quán thì bạn nói là quán có chơi nhạc đĩa than nhưng mà sẽ chơi ngẫu nhiên nha, chứ không phải là ngày nào khách đến thì cũng có thể thưởng thức được âm thanh của chiếc đĩa than đâu ạ. Và vào cuối tuần thì quán sẽ có hát live nhạc jazz. Đó, cho những ai mà thích thể loại nhạc jazz thì đây là một cái địa điểm rất là thú vị để mà anh chị và các bạn có thể đến thưởng thức vào cuối tuần nhé. Anh chị và các bạn có tin vào tiếng sét ái tình không ạ? Chứ mình thì mình đã fall in love, mình đã say nắng với lại chiếc piano của Cội Sài Gòn mất rồi. Một cái chiếc piano Bedwin mà có cái lối thiết kế rất là vintage
Trời ơi, nhìn cái tay nắm mà chạm khắc để mà mở cái nắp đàn kìa, mê chưa? Mê quá là mê luôn. À, chiếc đàn có màu gỗ, gỗ là rosewood hả ta? Màu gỗ mà hơi tông nâu đỏ đó. À, và có cái lối thiết kế kiểu cổ điển. Theo như mình tìm hiểu thì chiếc đàn này nó có cái âm bass rất là hay đó anh chị và các bạn. Chắc là hôm nào mình phải đến để mà tham dự một cái buổi live nhạc jazz ở cõi Sài Gòn và thưởng thức cái âm thanh của chiếc đàn này mới được. Trên tường của quán thì có treo rất là nhiều những cái bức ảnh đen trắng, và những cái bức ảnh này thì chụp những cái người nghệ sĩ, những nhạc công anh chị và các bạn. Có người thì chơi đàn dương cầm nè, có người chơi saxophone, có người chơi violin, và nó khiến mình liên tưởng đến một cái quán mà ngày xưa mình rất là thích, đó là quán Vừng ơi mở ra ở đường Ngô Thời Nhiệm. Cái style thì nó cũng hơi hao hao giống như vậy đó, và đây là cái quán mà mình đến rất là nhiều lần và chơi piano rất là nhiều lần ở quán, và mình vẫn còn lưu trữ một vài những cái chiếc video mà mình chơi piano ở quán á, chơi những cái bài nhạc Hàn hoặc là nhạc của Yiruma như là Kiss the Rain rồi đó anh chị và các bạn. Quán có những khung cửa sổ rất là lớn để lấy sáng nên mặc dù không gian rất là ấm cúng nhưng mà vẫn không hề bị bí bách. Và lúc mà mình đến thì quán không hề vắng khách anh chị và các bạn. Nhưng mà tất cả mọi bàn khách thì đều nói chuyện với nhau rất là nhỏ nhẹ, rất là tỉ tê, giống như là sợ làm phiền ca sĩ đang hát gì đó. Mặc dù là ca sĩ đang hát bằng đĩa CD anh chị và các bạn. Có lẽ trong một cái không gian mà nó đầy tính nghệ thuật và cũng như đậm hơi thở hoài cổ như thế này á, thì chúng ta cũng bất giác cảm thấy là lòng mình nó nhẹ nhàng hơn hẳn, phải không ạ? Về thức uống ở cõi Sài Gòn thì mình đã gọi một cà phê trứng và một cà phê sữa. Và thực sự thì cà phê thì không đặc biệt xuất sắc lắm nha anh chị và các bạn. Nhưng mà bù lại thì cái lớp trứng được đánh bông rất là vừa vặn và béo ngậy. Nếu một lúc nào đó giữa nhịp sống Sài Gòn tất bật, anh chị và các bạn bỗng nhiên cảm thấy những ký ức xưa ùa về trong tâm trí, có thể là một bóng hình xưa, một kỷ niệm cũ, thì sao chúng ta không thử tìm đến cội Sài Gòn để cùng nhau đắm mình trong không gian đầy hoài niệm, cùng nhau lắng nghe thứ âm nhạc thật là mộc mạc, giản đơn với chiếc máy đĩa than, với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan đầy da diết trong Mùa Thu Đã Chết, hay những bài hát thật là nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm tơ vương của nhạc sĩ Phạm Duy. Hỡi người tình văn khoa, bỗng người trên hè phố, lá đổ để đưa đường, hỡi người tình trưng vương. Hỡi người tình xa xăm, có buồn ra mà ngắm, con đường thảnh thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm.